Con cháy không ạ? Em mất linh được cái 4 năm nữa rồi. À, là 6 năm rồi đó. À là trước đó là cô bán ở bên chợ đêm bán linh rồi, sau đó mới giờ qua đây mới 2 năm. Để mình ăn cô bên chợ đêm. À cũng có thể. Con là fan ruột của cô. Rồi cho con một cái. Hôm nay xin chào cả nhà. Hôm nay cô Mèo sẽ dẫn cả nhà đi ăn một món đặc sản nhưng mà ở Sài Gòn nha, mà món này rất là ngon và Mèo rất là thích luôn. Đó là bánh tráng nướng Phan Thiết. Ủa cô bán ở đây lâu chưa? Cô bán này ở đây thì mới có gần 2 năm mà. À cô bán. Nhưng mà là ở bên chợ đêm Bắc Ninh là tới 4 năm nữa rồi. À là 6 năm rồi đó. À là trước đó là cô bán ở bên chợ đêm Bắc Ninh rồi, sau đó mới giờ qua đây mới 2 năm. Có thể mình ăn cô bên chợ đêm. À cũng có thể. Con là fan ruột của cô. Rồi cho con một cái. Cô đang nướng bánh. Cô một cái thì cô bán là bao nhiêu cô? Cô bán có 13 ngàn rồi. Chỉ có 13 ngàn thôi nha mọi người. Có cái đặc biệt hơn không cô? Không, một giá một. Một giá duy nhất. Ai mua mà đi xa thì mình ship. À, ủa có ship luôn. Ship cho mình trồng hai bánh tráng vào thì 15 ngàn là mình để 2-3 tiếng vẫn là ngon, vẫn còn. À. Mà đi ship một bánh là chỉ có gần thôi. Dạ. Yeah. Ồ vậy là có ship luôn, trời. Quá chuyên nghiệp. Vừa ăn tại chỗ vừa ship. Rồi, cho nên này là cái bánh tráng nướng Phan Thiết cô mới vừa nướng xong, nóng hổi hổi luôn mọi người. Có 13 ngàn thôi. Vậy mình sẽ ăn nha. Ăn ở đây rồi nhưng mà cảm thấy rất là ngon nên là muốn giới thiệu lại cho mọi người. Rất là giòn luôn. Ở trong đó là có chả nè, nem nè, đồ chua, mayonnaise, mướp. Ừ. Thấy gia vị bên trong rất là ngon á mọi người. Nó mặn mặn, chua chua. Ngọt nè em. Cái cuốn cút nữa. Ăn cuốn lắm luôn á. Bánh tráng nướng như Phan Thiết ngon muốn thử lắm. Các bạn muốn Mèo ăn món gì tiếp theo nào hãy comment cho Mèo biết nha. Mèo sẽ đi theo thử thách của các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip của Mèo. Nếu mà thích video clip này, mọi người hãy cho Mèo một like và một đăng ký kênh để Mèo có thật nhiều động lực tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực đến mọi người nữa nha. Bây giờ thì tạm biệt và see ya.